Chúc mừng toàn thể các bác, đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota mang tên là Vios các bác nhá. Con này 2011 thì nó đã lên form mới và vô lăng méo rồi. Đây, vô lăng của xe là hơi méo một chút này các bác này. 2011 bản E xịn nhá. Đây, có tự khí an toàn này, tự khí an toàn xịn. Đấy, một tự khí và giữa vô lăng một tự khí nữa là hai tự khí an toàn các bác nhá. Đấy, màn hình Android có lớn rồi này. Đấy, màn hình Android có lớn các bác nhá. Bản số sàn, máy 1.5. Đấy, điều hòa đây. Đấy, có khoang khiển nhá. Đăng kiểm của xe tháng 7 năm 2022. Đấy, 2011 nha các bác. Đấy, sản xuất năm 2011. Một mẫu xe quốc dân, mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, ít xăng, tầm khoảng trên dưới 6 lít. Đấy, 5 đến 6 lít trên 100 km thôi các bác ạ. Đấy, con này biển 14. Tên tư nhân các bác nhá. Tên tư nhân. Đây em đang đi một vòng xung quanh đây cho các bác xem đây ạ. Các bác quan tâm alo bên em để được chốt chiếc xe này với giá hợp lý nhá. Đây em tiến hành đi một vòng xung quanh. Bốn kinh điện nguyên bản theo xe. Đây, bốn kinh điện nguyên bản xe. Và có gương chỉnh điện, cục gương tự động nữa các bác nhá. Nội thất là màu vàng kem xịn vì đây là mẫu xe bản đủ. Cho nên là nội thất là như vậy các bác nhá. Đây những con móc khóa, chốt khóa của xe, tem mát của xe đây. Đấy, vẫn còn và vẫn rất đẹp đúng không ạ? Ghế của xe cũng đã được bọc một bộ ghế màu lâu này. Đấy, màu lâu của xe sang rồi đúng không ạ? Trần của xe vẫn rất là trần lý đây. Đấy, la răng đúc, phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Số tiền bỏ ra thì chỉ có hơn 200 triệu một ít thôi. Các bác đã mua được rồi. Em đang đi một vòng xung quanh các bác xem đây. Viết thì bên em có nhiều lắm các bác ạ. Còn hai con đời 2014 nữa. Đấy. Đang có hai con màu trắng, một con màu vàng cát thì đây. Đấy, màu vàng cát đây các bác nhá. Đấy, màu vàng cát và màu trắng thì bên em thường vẫn bán là 2728. Đấy, vẫn bán là 2728. 270 280 triệu đấy ạ. Đấy, còn con xe này thì bên em sẽ bán rẻ hơn rất là nhiều nhá. Bác nào quan tâm inbox cho bên em. Alo bên em. Theo hai số điện thoại, theo hai địa chỉ này. Đấy, kết nối Zalo, Facebook, YouTube đó. Hai địa chỉ đây. Đấy, siêu tiêu đô Hải Dương, rất là nhiều xe cũ cho các bác lựa chọn. Gần 200 đầu xe các loại các bác nhá. Mình đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để xem thêm và đồng hành với siêu thị trong thời gian tới. Rất nhiều xe, rất là nhiều ô tô cũ đã qua dụng được cập nhật, được bày bán ở tại siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Và xe bên em bán cam kết cho bác là không đâm đụng, không tai nạn, ngập nước, thủy kích, rồi về vấn đề an ninh pháp lý các bác nhá, chuẩn chỉ cho bác mình yên tâm tuyệt đối luôn. Em quay chi tiết cho bác xem đây, bác là quan tâm liên hệ với em sớm để được chốt giá tốt. Một mẫu xe quốc dân lành bền tiết kiệm, phụ tùng thì quá rẻ, quá dễ rồi, quá rẻ và quá dễ luôn. À, như con này thì cũng đã được lên cái màn hình Android có lớn rồi đúng không ạ? Rất là giá trị. Đấy, sàn của xe cũng đã được bọc da, có lót thảm trải sàn. Đồ chơi thì cũng đã lắp thêm một số thứ rồi các bác nhá. Đấy, lốp của xe này vẫn còn tương đối dày và củ máy của xe này vẫn zin các bác nhá. Tuyệt vời chưa ạ? Em quay các bác xem chi tiết đây ạ. Đấy, mép cửa này, đấy, tắp ly cánh cửa này, đồ nhựa đẹp nhá các bác. Đồ nhựa đẹp này. Đấy, gai nhựa, gai sần của xe còn nguyên luôn, rất là ok, không bị mòn. Đúng không ạ? Đấy. Quay cho các bác mình từng vị trí một. Bên em bán xe toàn quốc. Các bác ở tỉnh nào, ở bất cứ đâu đều mua xe bên em được nhá. Các bác không đến được, bên em vận chuyển xe cho đến tận nhà luôn, đến tận nơi, đến tận cửa luôn. Mình kiểm tra xong, ưng thì chốt, ưng thì xuống tiền, không ưng thì bên em lại cho xe về bán tiếp các bác nhá. Đây, chỗ này là một cái chỗ để mình để nước này. Đấy, tắp lô này. Đấy, con xe này là không bị đục tắp lô đâu các bác nhá. Đấy, kính cho bác xem như vậy.
tất cả đồ nhựa bên trong xe là không bị thiếu gãy, không bị vỡ, không bị sứt. Đấy. Sàn của xe thì vẫn là sàn lý đây, vẫn là sàn lý được bọc da trên rồi. Tôn vỏ xe còn căng đều, đẹp các bác nhá. Ok, tiếp theo. Răng cửa đẹp này. Mép cửa đẹp đây các bác xem. Mép cửa đẹp này. Cái tem này nó vẫn nguyên này. Đó. Bốn cánh sáng sạch. Đấy, chỗ này thì hơi bẩn tí, lau là hết thôi các bác nhá. Đấy, đơn giản đúng không ạ? Các bác mua mẫu này về mà chạy dịch vụ, chạy mình đi làm xa đấy ạ, đi nhiều. Những mẫu này là mẫu xe mà có thể đáp ứng cho các bác mình yên tâm khi sử dụng. Không suy nghĩ gì, không lo lắng gì các bác nhá. Rất bền luôn, dòng rất bền. Chỗ này thì hơi bẩn này, em sẽ cho đi vệ sinh ngay các bác nhá. Còn cái này bỏ đi các bác, thành bỏ luôn này, mình lật mặt lại được, lật mặt lại nó sẽ sạch thôi. Nói chung là bên em nhiều xe cho nên là đôi khi có một số những vị trí nhỏ nhỏ như vậy bên em không để ý. Đấy. Không để ý tới. Phía sau các bác thấy là có hai loa này đúng không ạ? Đấy, trần của xe, trần nỉ sáng đẹp nhá. Những chiếc xe bản thiếu mà đời cấp thấp cũng cùng form như này thì mà taxi các kiểu đấy thì chỉ tầm khoảng 100-150 là cũng có xe luôn. Nhưng con này của em nó là nhất, nó là form mới, đấy là lăng tăm này, rồi nội thất cũng đã có sự khác biệt. Đấy, vô lăng nữa đúng không ạ? Đời cao và form cũng có sự khác biệt một chút. Đấy, và chất xe vẫn còn tốt. Cho nên là giá là hơn 200 các bác nhá. Các bác đừng so sánh nhá. Đôi khi là mình cứ so sánh thì nó hơi gục kiễng. Đấy, chiếc xe này của em là chiếc xe còn ok và đó là xe bản đủ. Đây. Đấy, như vậy đấy ạ. Các bác xem thêm vị trí nào, ở bộ phận nào, chi tiết nào thì kết nối Zalo cho bên em gửi hình cho nhá. Có một đội ngũ nhân viên gần chục người. Vâng. Gần chục người, tầm 6 người. Đấy. Cả em nữa là 7 người các bác nhá. Nghe điện thoại và rep tin nhắn. Rep tin nhắn của bác cho nên là mình quan tâm chiếc xe nào thì alo nhá, alo bất kỳ. Đấy. Có tổng là 4 số điện thoại. Đấy, số này nhá, 0938586307 và 0389000555. Có thêm hai số nữa là số 0866181628 và số 0335838389 các bác nhá. Mình hãy liên hệ cho bên em để được chốt chiếc xe này và những chiếc xe khác nữa mà hiện tại bên em đang có, đang còn, đang bán các bác nhá. Kính auto một chạm, cần bấm vào đây thôi là kính sẽ tự động lên xuống, lên hoặc là xuống các bác nhá. Mở xăng, mở cốp nằm ở đây, mở cabo nằm ở đây nhá các bác. Nói chỗ này sáng này, đẹp này, ngoại em quay rồi, em quay nào qua thôi. Đấy. Cửa đóng êm nhé. Yeah. Có xi nhan nằm ở trên gương này, ngay trên gương. Lốp của nó là vẫn còn dày này các bác. Lốp vẫn còn dày nhá. Lốp ấy còn gọi là vỏ đúng không ạ? Nhiều bác ở trong miền Nam thì gọi lốp là vỏ. Còn miền Bắc thì gọi nó là lốp các bác nhá. Lốp xe. Đêm quay các bác xem phần sườn xe đấy ạ. Đây sườn xe đây nhá. Đấy, xe sườn vẫn còn là ok. Do không có lỗi cho nên là phần cửa. Đấy. Rồi cả như phần đầu và đít của xe, những cái phần khe mép nó rất là fit đúng không ạ? Đấy, đèn pha sáng được ốp lốp rồi. Mặt lạ ga lăng một xe cũng được ốp lốp rồi các bác nhá. Đấy, đèn pha sáng đẹp này. Đấy, sơn xi đẹp. Kính của xe thì nó được phỏng dán sẵn rồi các bác nhá. Đấy, xinh nhan gương đây. Động cơ VVTi, động cơ mới rồi. Đấy, động cơ mới rồi các bác nhá. Và tiếp tục đây, em mời các bác xem lốp phần vỏ. Xe này các bác mua về đi luôn,
mình cứ thể đổ xăng là đi thôi, không phải sửa sang, không phải mất tiền đâu nữa các bác nhá, không phải đầu tư mất tiền vào đâu nữa. Các bác có đầu tư thêm ví dụ như là cái đồ chơi, làm sắm thêm đồ chơi thôi, sắm thêm phụ kiện thôi, còn gì à, cái xe về chất lượng, máy số gầm bệ, tất cả chức năng của xe đang hoạt động bình thường, máy số ngon, gầm bệ chắc, hôn xuống lái nhẹ nhàng các bác nhá, không vỏ không mục mọt. Đây, kính đây, kính bọc dán rồi, đẹp, kính rồi những đồ nhựa, một khung kính đẹp phải không này, đấy. Cua lốp gầm sàn không mục mọt. Em đã quay xong phần bên phụ rồi, bây giờ sang bên lái nhá. Đấy, những gầm sàn này, các bác bảo là xe biển 4 thông thường hay mục mọt, các bác nhìn ra xe mà phần gầm ạ. Đây. Nói chung là nó cũng tùy, nghĩa là tùy vị trí, tùy vùng và tùy người sử dụng đúng không ạ? À, thân vỏ xe vẫn đẹp như vậy đấy ạ. À, tiếp theo thì đây là một phần rất quan trọng của động cơ xe, là động cơ anh em, đây là động cơ máy 1.5 thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá, máy sáng sạch thì đem vệ sinh sẵn rồi. À, máy lổ êm, máy khô không chảy dầu, nói chung là máy số không lỗi, máy số không có vấn đề gì cả, các bác mua có thể dùng thôi, yên tâm về máy số nó như thế này. Và xe nào cũng vậy, bên em lấy về là cũng kiểm tra hết rồi, có yên tâm khi dùng đều kiểm tra toàn bộ xe rồi các bác nhá. Vâng, thì video này em cũng đã quay xong, xin được kết thúc và tạm dừng video này tại đây. Các bác hãy liên hệ sớm với em để được chốt giá hợp lý, chốt giá tốt đối với chiếc xe này và những mẫu xe khác các bác nhá. Các bác nhớ nhấn đăng ký, nhấn theo dõi để xem thêm, để tiếp tục đồng hành với siêu thị trong thời gian tới các bác nhá. Để chốt giá các bác cứ liên hệ nhá, đừng ngại cứ chốt giá cho em. Vâng thì em đã quay xong, xin được tạm dừng kết thúc ạ.